kính chào quý khán giả, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình truyền hình thanh niên. Chương trình do đài phát thanh và truyền hình Long An phối hợp cùng tỉnh đoàn Long An thực hiện. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, mở đầu chương trình sẽ là phần điểm tin hoạt động nổi bật của các cấp bộ đoàn diễn ra trong tháng qua. Tiếp theo là ghi nhận về cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi cá cảnh copy của anh Lê Trần Minh Hiếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc đã chủ trì chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên Long An năm 2021. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo các sở ngành địa phương và hơn 350 đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Với chủ đề khởi nghiệp, lập nghiệp, các ý kiến của đoàn viên thanh niên tập trung vào các nội dung như công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, biện pháp giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để tái sản xuất sau dịch Covid-19, giải pháp ổn định đầu ra cho các sản phẩm dịch vụ từ các mô hình dự án phát triển kinh tế của thanh niên. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cần quan tâm có các chính sách hỗ trợ khi thanh niên đầu tư khởi nghiệp, hướng dẫn đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, thành lập các chuỗi liên kết trong khởi nghiệp lập nghiệp ngoài ra giải pháp để sinh viên tốt nghiệp ra trường có công việc phù hợp với chuyên môn chuyên ngành được đào tạo việc hỗ trợ tư vấn giúp thanh niên tiếp cận các mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả cũng được đa số đoàn viên thanh niên quan tâm tại buổi đối thoại trước các vấn đề đặt ra của đoàn viên thanh niên tại buổi đối thoại lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở ngành đã giải đáp làm rõ thêm các nội dung mà đoàn viên thanh niên đặt ra Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Gia Úc ghi nhận và đánh giá cao những câu hỏi, ý kiến, tâm quyết, trách nhiệm, xây dựng của các bạn đoàn viên thanh niên. Đây là những vấn đề hoàn toàn thiết thực và phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Tôi muốn trong cái thời gian tới mà chúng ta có mấy cái để chúng ta có cái tập trung và chúng ta có suy nghĩ thêm, nhất là các sở ngành và ngành công nghiệp. Bởi vì làm gì là làm, chúng ta phải xuất phát từ thực tế, từ thực tế thì chúng ta mới đúc kết ra để chúng ta có một cái quá trình chúng ta làm thì những cái phong trào đó những cái công việc đó thì nó chắc chắn là nó sẽ thành công và sự thành công của nó nó sẽ mang cái chất lượng vững do đó tôi mong rằng tất cả những cái phong trào đoàn hiện nay mà các bạn đang làm thì phải hãy hướng về tập trung cho cơ sở hướng về cho cơ sở đối với các vấn đề mà thanh niên đặt ra chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở ngành tỉnh ủy ban nhân dân cấp quyền tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết những khó khăn dướng mắt của đoàn viên thanh niên đặt ra. Tỉnh đoàn Long An, VNPT Long An đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tạo video clip chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Sau hơn 3 tháng triển khai cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 88 video clip ở hai bảng A, chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi bản B, chủ đề Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn dự thi. Ban tổ chức nhận chần tra 49 video clip dự thi bản A và 16 video clip dự thi bản B đăng tải lên các trang fanpage để bình chọn. Căn cứ kết quả bình chọn trên mạng xã hội, ban chấm khảo cuộc thi đã chọn ra 14 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất ở hai bản A, B để trao giải. Tổng giá trị các giải thưởng được trao cho các cá nhân tập thể đoạt giải trên 32 triệu đồng. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tác phẩm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của tổ chức đoàn hội các cấp đã được tuyên truyền rộng rãi, tiếp cận đến hầu hết người dân và thanh thiếu niên có sử dụng mạng xã hội. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh giúp hội viên thanh niên giao lưu, rèn luyện kỹ năng, phát huy những sở thích xu hướng mới, đem lại những hiệu ứng tích cực trong giới trẻ, xây dựng và phát triển văn quá độc, thói quan đọc sách trong thanh niên. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021. Ngày 19 tháng 12 năm 2021, Quyền đoàn Tân Thạnh phối hợp với Chi đoàn Cơ sở, Sở Tài chính, Chi đoàn Liên cơ ba và Chi đoàn Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh đến thăm và tặng quà mẹ chị Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Nhung và về nguồn khu di tích lịch sử căn cứ xứ ủy và ủy ban hành chính kháng chiến Nam Bộ tại xã Nhân Quả Lập. Trong không khí hân quan, ấm áp nghĩa tình, các bạn đoàn viên chi đoàn cơ sở Sở Tài chính, chi đoàn Liên cơ 3 và chi đoàn Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, quyền đoàn Tân Thạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cuộc sống của mẹ chị Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung và chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe, sống vui khỏe cùng con cháu. Cũng trong chuỗi hoạt động trên, các bạn đoàn viên chi đoàn cơ sở Sở Tài chính, chi đoàn Liên cơ 3 gia chi đoàn quỹ đầu tư phát triển tỉnh dựng nguồn tại khu di tích căn cứ xứ ủy và ủy ban hành chính kháng chiến nam bộ ở xã nhân hòa lập tại đây các bạn đoàn viên thanh niên được tham quan các hiện vật trưng bày các mô hình phục dựng nơi ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo đảng và hiểu hơn về cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ và hào hùng của quân dân quyền tân thạnh à, thiết thực chào mừng 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam thì ngày hôm nay chi đoàn liên cơ 3 phối hợp cùng sở tài chính phối hợp cùng huyện đoàn tân thạnh có tổ chức một uh, cuộc về nguồn uh, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng uh, cũng như là phát quà cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi thì qua hoạt động này uh, cũng nhằm tiên truyền uh, giáo dục đoàn viên về tư tưởng uống nước nhớ nguồn, uh, truyền thống uh, tốt đẹp của uh, dân tộc Việt Nam. Thì qua đó cũng uh, cũng chú ít tấm lòng thì cũng mong các cháu uh, vui vẻ uh, từ đó uh, có động lực phấn đấu uh, học tập tốt hơn uh, để có tương lai tốt hơn sau này. Khu căn cứ xứ ủy và Ủy ban Hành chính Kháng chiến miền Nam là một trong ba khu căn cứ địa quan trọng nhất của cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Pháp. Dịp này, các đoàn đã dành tặng 30 phần quà tặng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhân Quả Lạp, huyện Tân Thạnh. Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực của thế hệ trẻ, qua đây nhằm giáo dục truyền thống chính trị, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống dễ dàng uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam anh hùng nói chung và của quân dân Long An nói riêng. Cổ vũ động viên cho thế hệ thanh niên ra sức học tập làm việc để đền đáp công ơn của những người đã hy sinh bảo vệ tổ quốc, tiếp tục xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Long An luôn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thanh thiếu nhi, đã tạo phong trào thi đua sôi nổi lan tỏa sâu rộng. Trong đó, đề tài máy khoan cắt tiện cổ, bơm hút mini dùng trong gia đình của em Lê Nhĩ Hùng, học sinh trường trung học cơ sở Thái Bình Trung, đạt giải ba cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021. Xuất phát từ mong muốn tạo ra một sản phẩm có thể ứng dụng nhiều việc trong cuộc sống hàng ngày, nhóm tác giả Lê Nhĩ Hùng, Nguyễn Quang Trí, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Thái Bình Trung, quận Chỉnh Hưng, với sự hỗ trợ hướng dẫn của thầy Kiều Văn Ngọc đã sáng tạo ra mô hình máy khoan cắt tiện cổ bơm hút mini dùng trong gia đình. Đây là một sản phẩm dành cho gia đình, nhỏ gọn và nhiều công dụng như khoan cắt, mài đánh bóng bơm và hút, hết sức hữu dụng trong gia đình thì trong cái quá trình mà thực hiện đó, thì nói chung là thầy trò cũng gặp một số cái khó khăn ví dụ như là mình trong quá trình mình làm thì tất cả các cái dụng cụ mình để mình thi á thì cái đó là do tự thầy trò cũng bỏ tiền túi ra để làm rồi <laughs> rồi với lại gặp khó khăn gì những cái thiết bị những cái cơ sở vật chất mà để mình mua để mình sử dụng á thì nó cũng không có được uh, uh, dễ nữa tại vì cái này là mình làm là mình phải chọn ra những cái cần thiết để mình cho nó phù hợp với lại cái ý tưởng của mình đó ý tưởng của thầy trò cho nên là nó hơi khó rồi nhiều khi là mình mua ở tại địa phương nó cũng có cho nên là mình phải đặt mua ở những cái nơi khác rồi mua về cũng phải trải qua cái quá trình mình thử lại rồi mình lắp ráp thử coi nó như thế nào rồi trong quá trình đó mình cũng phải gia công một số cái dụng cụ lại một số thiết bị lại rồi mình mới có thể ráp vào hình thành các cái chi tiết. Theo cơ chế vận hành của máy khoan cắt tiện gỗ bơm hút mini dùng trong gia đình, thì khi có dòng điện chạy qua, motor được kích hoạt, hệ thống bơm hút sẽ hoạt động. Hệ thống bơm hút gồm, buồn bơm, hoặc hút, phớt bơm nếu dùng để bơm nước. Sản phẩm dùng hiệu điện thế 12V, 24V, có công tắc bảo vệ, có thể điều chỉnh độ mạnh yếu của máy thông qua việc tăng giảm điện áp từ bộ điều chỉnh để tăng giảm khả năng làm việc của máy theo ý mình. Có nắp bảo vệ tránh văng mặt cưa, mặt sắt khi cắt, có hệ thống điều chỉnh độ sâu mũi khoan. Để làm được đề tài này, cả thầy và trò đã cùng nhau lên ý tưởng, tìm hiểu thêm thông tin trên các trang mạng, tham khảo ý kiến thầy cô giáo. Nhóm cũng tìm hiểu về chất liệu, hình dáng, kích thước, nguyên lý hoạt động sao cho phù hợp thực tế. Dạ là trong quá trình học tập thì em cùng bạn có nghiên cứu trên mạng và ngoài xã hội mà em còn thấy những người dân hiện tại đang rất là cần những cái máy cưa cắt mà người dân phải mua những cái dụng cụ rất là tốn kinh phí mà lại khó sử dụng nên em cùng bạn đã cố gắng đã tạo ra một cái sản phẩm dễ sử dụng mà lại nhiều chức năng và em nhờ sự giúp của thầy và nhà trường. Qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và Nhi Đồng đã trở nên cần cuối với thanh thiếu nhi đây thực sự là sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê sáng tạo, tìm tòi nghiên cứu khoa học, phát huy được sức mạnh sáng tạo ở thanh thiếu niên nhi đồng sẽ là cơ sở và nguồn cảm hứng để tạo ra động lực chung cho sức sáng tạo của toàn xã hội. Xuất phát từ niềm đam mê nuôi cá bảy màu, hay còn gọi là cá guppy, anh Lê Trần Minh Hiếu ở xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc đã nghiên cứu kỹ thuật tiến hành nhân rộng phát triển mô hình sản xuất kinh doanh loại cá cảnh này. Mô hình kinh tế này bước đầu mang lại nguồn thu nhập khá hiệu quả tại địa phương. Nắm bắt xu hướng chơi cá kiển ngày càng phát triển, nhất là những loại cá đẹp và lạ. Anh Lê Trần Minh Hiếu đã hiện thực hóa ý tưởng thành dự án khởi nghiệp nuôi cá Guppy và được đánh giá là hiệu quả với mô hình nuôi này. Dù chỉ mới khởi nghiệp được hơn một năm, với quy mô ban đầu chỉ có 10 hồ, Đến nay, số lượng đã lên đến 300 hồ lớn nhỏ với hơn 50 dòng guppy. Hiện tại, việc giới thiệu cho bán cá thành phẩm, cá giống và cá bột được anh Hiếu tận dụng qua các nền tảng mạng xã hội. Thì đầu ra của em đa số dựa vào những nền tảng online như là YouTube, Facebook và là TikTok. Thì đầu ra của em thì nhờ em nuôi những dòng cá tầm vừa và tầm trung thì rất là ổn định rẻ nhất là 20.000 và cao nhất tầm khoảng 200.000 thôi Thì cũng tùy theo tháng thì trung bình em rằm ra khoảng 1.000 cặp cá mỗi tháng. Một cái đặc tính rất là ưu điểm của dòng cá guppy này khi mà bán online đó là mình có thể trữ nó ở trong thùng xốp khoảng một tuần. Thì trong một tuần đó mình có thể sử dụng chuyển phát nhanh hoặc là các nhà xe để gửi đến cho khách. Từ thành công của mình, anh Lê Trần Minh Hiếu còn lập nhóm liên kết sản xuất mang tên Guppy 2208 với nhiều thanh niên đam mê cá cảnh tại địa phương để có thêm thu nhập. Đây cũng là động lực cho nhiều đoàn viên thanh niên khác thêm tự tin học tập và khởi nghiệp. Mô hình nuôi cá này thì phù hợp với những bạn sinh viên. Chính bản thân em là sinh viên, em là sinh viên năm thứ ba. Khi mà ban ngày em đi học, tối về thì có thể chăm sóc. Em thì đang nuôi khoảng 12 dòng cá. Em cũng tìm hiểu trên mạng Youtube, TikTok rồi thấy nhiều anh em làm rồi cũng có những cái ý tưởng mà của anh em trong hội như anh Hiếu và bà Gia xong rồi cái lên ý tưởng rồi làm ra như thế này. Với số vốn đầu tư thấp, kỹ thuật nuôi không quá khó và thời gian thu hồi vốn nhanh, toàn bộ sản phẩm cá cảnh của nhóm liên kết sản xuất cá gấp bì đều được anh Hiếu bao tiêu hàng tháng. Đây được xem như là một dự án khởi nghiệp và khá thành công của thanh niên trẻ Lê Trần Minh Hiếu được địa phương đánh giá cao. Mô hình đã tận dụng được một lợi thế địa phương về thức ăn như bò bo, chuồng chỉ. Số vốn đầu tư ban đầu thì thấp, cũng như là cái xây vòng vốn nó nhanh. Kỹ thuật nuôi không có khó thì đây cũng là một cái mô hình mới. Nếu các bạn thanh niên có ý định khởi nghiệp thì đây là cái mô hình các bạn có thể đến, các bạn tham quan, học hỏi. Cũng như là ngoài cái cá gốc bi ra thì còn rất là nhiều dòng cá cảnh khác, các bạn cũng có thể nuôi nhân giống thành công khởi nghiệp với mô hình nuôi cá cảnh góp chính là ý tưởng bắt nguồn từ đam mê mãnh liệt và sự quyết tâm không ngừng học hỏi của người thanh niên trẻ Lê Trần Minh Hiếu. Đây cũng là mô hình phù hợp với nhiều thanh niên muốn khởi nghiệp, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và tăng thu nhập cho bản thân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, mô hình khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi cá cảnh copy của anh lê trần minh hiếu đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này chương trình do đài phát thanh chờ truyền hình long an phối hợp tỉnh đoàn long an thực hiện cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình thanh niên kỳ sau